sáng mẹ ngồi làm gì đó? Con đang xem cái gì vậy? Sao mặt đường vậy? Đài EBTV đang tổ chức chương trình thi hoa hậu. Rồi sao? Con muốn đi. Muốn đi thì mẹ đi ghi tên cho con. Rồi con đi không được. Trời ơi, cái gì nó không được thì mẹ ghi tên là đi con. Đi không được mà. Có sao không được? Cái răng cái gì sao đi được? Sorry, mẹ quên. À, mẹ nhớ rồi rồi. Mẹ sẽ dẫn con đi Apple Dentist. Apple Dentist? Đi. Con gái nhờ các hôm ra xinh đẹp và nụ cười duyên dáng đã giúp cho em được thành công và được đoạt giải Miss EBTV. Cảm ơn Apple Dentist. Còn thấy chưa, Apple Dentist quyết định sản xuất. Apple Dentist.